em ơi, Xin chào tất cả mọi người Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền của em nha Video này em sẽ cập nhật cho anh chị về cái dự án là à, Conlay Tức là KOK -K Play Cái dự án này là cái dự án đến từ Hàn Quốc Thì cách đây mấy tháng á, em có chia sẻ cho anh chị mình Chúng ta đăng ký Chúng ta nhận được 100 đô Và 100 đô này họ sẽ trả quy ra bằng cái đồng là KOK à, nha anh chị nha Thì à, họ thông báo là khoảng tháng 7 họ trả nhưng mà tới bây giờ thì họ mới trả nha và cái chính sách trả thưởng của họ thì nó trả theo cái kiểu như là phần trăm hàng tháng chứ không phải trả một lần hết cho chúng ta anh chị đó thì trong cái video này cái thứ nhất là em sẽ cập nhật cho anh chị cái tin tức cái thứ hai nữa là xem giá cũng như là nó đã lý trên cái sàn nào cái thứ ba là cái cách chúng ta có thể rút chúng ta đổi cái cái điểm sang cái đồng cao ca và chúng ta rút hoặc là chúng ta có thể là tiếp tục gửi sơ kinh để chúng ta đào được thêm cái đồng cao ca anh chị nha rồi đầu tiên á là em sẽ là vào trong cái nhóm Telegram. Đây là cái nhóm của họ nè anh chị. Thì ở đây họ có luôn cả cái tiếng Việt của mình luôn. Tại vì cái cộng đồng người Việt của mình sự tham gia cái này rất là đông. Thì ở đây họ có thông báo nhưng mà em đọc em thấy nó cũng chưa có gọi là chi tiết anh chị. Cao Foundation chi tiết chính sách phần thưởng giới thiệu và ngày ra mắt. Lời chào từ tổ chức Cao thì dưới đây là thông tin chi tiết và lịch ra mắt của các chính sách trả thưởng cho người giới thiệu mới các được chờ đợi trên cao K Play Rồi phần thưởng giới thiệu 100 dặm tức là 100 KOK đó anh chị Được ghi có cho cả người giới thiệu và trọng tài Đối với mỗi 100 OK thưởng giới thiệu kiếm được 3,8 điểm Sẽ được có ghi là điểm mời mỗi tháng Tức là họ trả theo mỗi tháng đó anh chị, kỹ như vậy đó Rồi có thể xem lịch sử số dặm trong tab khai thác ứng dụng trang của tôi khai thác. Chính sách phần thưởng giới thiệu sẽ được áp dụng hồi tố cho các thành viên tham gia sau ngày 22 tháng 4 năm 2022. Tức là những ngày tham gia từ ngày 23 tháng 4 trở tới đây là họ trả anh chị ha. Tạm dừng tiền gửi khai thác và bổ sung. Thì nó có một số cái thông tin như vậy. Còn ở dưới đây á là không có cái gì gọi là nó chi tiết anh chị. Nó chỉ thông báo cơ bản như vậy thôi. Thì nếu mà lúc trước anh chị nào mà đã tham gia rồi thì chúng ta vào chúng ta xem cơ họ có trả cho mình chưa nha. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa em sẽ cho anh chị xem cái giá hiện tại của nó và nó đã list trên những cái sàn nào ha. Mình vào cái con mắt dịch cáp. Anh chị gõ cho em cái chữ là KOK. Hiện tại nó vẫn còn cái chương trình đăng ký được nhận nha anh chị. Anh chị nào chưa đăng ký thì có thể xem cái video hướng dẫn em để dưới phần mô tả nha. Chúng ta nhấp một cái chữ là KOK nè. Rồi ở đây á, chúng ta kéo sang phải chúng ta vào cái thị trường thì nó đã list trên rất là nhiều cái sàn lớn như là Hubi nè, Bybit nè, Bitred nè, Kucoin nè, Play.io nè, Hotbit nè, Good Big Good, Good nè. Bitrex. Indodat anh chị ha. Đó. Thì cái giá nó là khoảng 0, không 0,09 đô đi, mình làm tròn ha. Bây giờ em sẽ cho anh chị xem trong cái cái sàn Hotbit Đây Rồi em sẽ lấy cái nến là quyết đi ha Thì cái đỉnh điểm của nó là 6.78 đô chị nghe Cái giá hiện tại theo Dow trên Nó còn có 0.0921 thôi Và hiện tại nó liếc trên rất nhiều sàn Nhưng mà mỗi sàn nó sẽ có trên lệch giá nhất định anh chị Chẳng hạn như mình qua cái sàn là biết ghét Thì nó có khoảng là 0.08 mấy thôi anh chị thấy ha 0.0868 nhưng mà bên hotbit là 0.0921 đó rồi bây giờ á, anh chị vào cho em là cái 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 app coinplay này ha chúng ta nhấp vào đây nè nếu mà anh chị nào đã lỡ xóa nó rồi á, thì anh chị vào cái link đăng ký em để dưới phần mô tả đó chúng ta nhấp vào đó và chúng ta chọn đăng nhập nha mà anh chị phải nâng cấp cái app này lên nha khi chúng ta nhấp vào đây là đã bắt buộc chúng ta phải nâng cấp lên anh chị cài đặt nâng cấp xong rồi chúng ta đăng nhập vào anh chị muốn làm được thì chúng ta cần phải nhớ cái số điện thoại cũng như cái gmail cái mật khẩu quỷ mình lúc trước mà em làm em kêu chúng ta ghi vào cuốn sổ nhật ký đó và lấy ra nha bây giờ là trong cái giao diện cái app đó nè anh chị nhấp vào cái hình người phía trên bên phải nha sau đó anh chị vào cái chữ là invite phone nè là cái điểm mời á nó trả mình theo cái điểm này cái điểm này mình mới đổi sang cái đồng cao ca ở đây chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ là exchange cao ca Chúng ta đổi sang là cao ca tóc cành Sau đó anh chị nhấp vào cái mục là số lượng giao dịch Chúng ta gõ một cái Ở đây nó có cái chế độ cho chúng ta là muốn đổi sang bao nhiêu 10%, 25%, 50%, 75%, 200% Đó thì chúng ta có thể chọn tùy theo anh chị muốn thích Cái nào thì chúng ta sẽ chọn cái đó Em sẽ chọn full luôn 100% Thì em sẽ được là 212 cao ca Sau đó em nhấp vào cái mục xác nhận nè Sau đó nhấp vào cái chữ là project Quick Exchange là họ tự động đổi ha anh chị nha rồi sau đó anh chị vào trở lại cái mục là à, chúng ta quay trở lại một cái nữa anh chị rồi sau đó mình sẽ vào cái biểu tượng là hình vuông phía bên trái của biểu tượng cá nhân ở phía trên bên phải nên anh chị thấy không ạ đó thì ở đây anh chị thấy của em là sao ạ à? cao ca em được 212 ở đây nó để lại gì anh chị 1485 đô là nó để cái giá này là cái giá nó trên lệch rất là sai so với thị trường cái giá thị trường là giá đúng còn cái giá này kiểu như là nó chưa có cập nhật kịp anh chị ha nên anh chị thấy như vậy thôi rồi ở đây là em đã có rồi bây giờ có hai cái cách như em nói một là cái cách chúng ta có thể là gửi về sàn chúng ta bán nếu như chúng ta có nhiều còn nếu hai á, là chúng ta có thể gửi sa kinh để chúng ta có được thêm cái động cao ca thì bây giờ trước tiên em sẽ cập nhật cho chúng ta cái cách gửi sơ kinh nha chúng ta tiếp tục vào lại cái hình người cá nhân phía trên bên phải anh chị nhấp vào cái chữ là khai thác ở đây nè anh chị nếu mà của anh chị nào chưa có tiếng Việt á, thì chúng ta chọn cái chữ phía dưới cài đặt ngôn ngữ nha đánh gồm đó chúng ta nhấp vào đó mình chọn Việt Nam là xong rồi chúng ta vào lại cái mục khai thác nè ở đây á anh chị nhấp vào là cao ca cho em nha rồi ở đây khi anh chị nhấp vào và xác nhận á là chúng ta sẽ là là gửi chúng ta đào tiếp nhưng mà em muốn rút á thì em sẽ là không có làm như vậy ha bây giờ em sẽ rút về rút về em để đó khi nào giá cao thì em bán thôi chứ bây giờ giá cũng tương đối là thấp anh chị rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại nè mình vào cái biểu tượng ô vuông bên trái hình người cá nhân á chúng ta nhấp vào cái mục là cao ca ở đây nó có hai cái phần mẫu cái phần nạp tiền là chúng ta nạp vào đây gửi tiền là chúng ta gửi ra ngoài chúng ta nhấp vào cái mục gửi tiền ở đây họ bảo là chúng ta nhập cái địa chỉ vào thì anh chị có thể rút về trên bất cứ cái sàn nào mà nó đã list trên đó ví dụ như là hubi ray io hay là hotbit hay là big red gì đó anh chị muốn về cái sàn nào cũng được em sẽ và rút về cái sàn hotbit thì chúng ta đang nhập vào cái sàn Hotbit này Anh chị nào chưa có tài khoản sàn này có thể đăng ký theo cái link ở dưới phần mô tả nha Rồi chúng ta nhấp vào cái chữ là phanh phía dưới bên phải nè Sau đó chúng ta vào cái mục Sport nè Rồi sau đó chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ là uh, the Sport là nạp vào Sau đó anh chị chọn cho em một cái động tốc cành là cao cai nha Nó chạy trên cái mạng là RC20 Ở đây chúng ta nhấp vào cái chữ là Copy Address sau đó anh chị vào đây chúng ta dán vào sau đó chúng ta nhấp vào cái mục tiếp theo rồi sẽ xuất hiện một cái giao diện như thế này anh chị lưu ý đầu tiên là chúng ta phải chọn hai cái loại ga khi chúng ta rút phía bên trái á là dạ according to the price, là theo cái ga hiện tại bên phải là là fixed là cái tỷ lệ ga cố định rồi sau đó ở đây nó sẽ là nằm trong cái mục là chúng ta rút USD, anh chị nhấp vào cái chữ là cao ca cho em nha. Ở đây họ hỏi mình là chúng ta muốn rút bao nhiêu. Thì anh chị nhấp vào 100% cho em. Sau đó chúng ta nhấp vào cái chữ xác nhận phía dưới bên phải. Đó, sau đó mình nhấp vào cái mục gửi tiền ở phía dưới này anh chị. Ở đây chúng ta nhấp vào chữ xác nhận cho em luôn. Rồi ở đây á là họ sẽ thông báo về cái số điện thoại của mình, chúng ta nhấp vào cái mục xác nhận luôn. Họ đã gửi cho mình ha Chúng ta chờ anh chị Trong thời gian 5 phút Thì chúng ta phải Phải Nhập cái code vào đây Anh chị nha Em lưu ý cho anh chị một cái vấn đề này ha Đối với cái dự án này Khi mà chúng ta đăng ký á là cái Gmail cũng như là cái số điện thoại của chúng ta là nó phải nằm trên cái điện thoại mà chúng ta đăng ký luôn hoặc là khi mà chúng ta muốn rút tiền như thế này thì cái số điện thoại của chúng ta cũng phải nằm trên cái điện thoại này luôn nha nếu như nó nằm ở cái điện thoại khác á, là chúng ta sẽ không nhận được code đâu anh chị lưu ý giúp em ha thì họ đã gửi cho mình một cái code qua tin nhắn trong thời gian 5 phút nó sẽ hết hiệu lực bây giờ ở đây nó có gửi một cái code nè 5011 anh chị thấy ha chúng ta nhấp vào đây 5011 rồi chúng ta nhấp vào cái chữ là đã xác nhận xong Rồi sau đó anh chị cần nhập cái mật khẩu giao dịch cho vào cho em nha Mật khẩu giao dịch mà lúc trước chúng ta đăng ký đó Rồi sau khi anh chị làm xong hết Chúng ta sẽ nhấp vào cái mục tiếp theo nha Đó đây họ bảo nè Số lượng giao dịch nè Rồi phí chuyển nè Sau đó anh chị nhấp vào cái chữ xác nhận như vậy là xong là chúng ta đã thực hiện xong cái lệnh rút nha anh chị ở đây anh chị thấy nè là đã trừ của em là à, em rút 212 trừ của em là hai cái đồng thì em còn 210 ha rồi đó là cái thông tin mới nhất về cái dự án là cao ca play này tương lai là cái dự án này nó sẽ ra cái hệ sinh thái như là cho chúng ta là mua bán trao đổi sản phẩm cũng như là xem phim chơi trò chơi kiếm tiền nè anh chị cái giỏ hàng là chúng ta mua các sản phẩm ở những cái trung tâm lớn nè anh chị thấy ha đó phía bên trái của mình á là chúng ta có thể xem nè anh chị thấy nè video nè movie nè trò chơi nè rất là nhiều ngoài ra chúng ta có thể là chat với bạn bè với cộng đồng của chúng ta trên đây nữa phía bên trái á là ở đây là những cái thông tin mới nhất của dự án họ cập nhật ở đây ha rồi em xin phép dừng cái video nha anh chị Anh chị nhớ nha Anh chị nào chưa đăng ký thì có thể đăng ký cái kèo này Nó vẫn còn cho cái chương trình uh, Anadop Và khi đăng ký nhớ cho em nè Cái số điện thoại đăng ký Cũng như là cái mail Phải nằm cùng trên một cái Thiết bị mà chúng ta đang Thực hiện Và nếu như chúng ta muốn rút thì nó cũng phải như vậy Nó nằm ngoài cái thiết bị đó là nó sẽ không có Cho chúng ta nhận code đâu Anh chị nha Rồi em xin phép dừng video nha anh chị